Mây được Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đọc quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn muốn xem Tử Vi chi tiết 12 cuốn giáp Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày Ất Sửu tháng Quý Mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư Mạch, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành, ngũ hành nên mệnh hại trung kim ngày ất xỉu tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm Hải trung kim kỵ tuổi kỷ mùi quý mùi ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày xỉu Lộc hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ mùi quý mùi tân mão tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ban nền trồng cây sao kính tâm tốt đối với an táng sao đại hồng sa tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc, sao thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, sáu mọi việc, sao cựu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an tán, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 ngày chủ nhật này với bạn tuổi tý Xuyên tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành lục hợp chia chở điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tý đón nhận nhiều cát lành tới với mình với bạn tuổi tý có được một ngày tiền bạc rộng rịnh trong tay làm đâu tháng đó người làm công ăn lương có thêm được khoản thu nhập từ nghề tay trái của mình còn đối với những người kinh doanh hợp tác kinh doanh làm ăn có lợi tài lộc thu về ầm ầm và trong ngày này với bạn tuổi tí á, lại đang gặp được ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn trở nên quyết đoán, nhìn nhận thời cơ một cách sắc bén không chần chừ mà để cho tiền bạc chạy khỏi tay mình. Hơn ai hết, với bạn tuổi tí, biết thế mạnh của mình nằm ở đâu và tận dụng triệt để những ưu điểm của mình để tạo ra những cơ hội làm giàu cho bản thân mình nữa nhé. Tuy nhiên trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ, điều này lại gây ra không ít những muộn phiền trong chuyện tình cảm của bạn. Người đã quản độc thân, muốn nhanh chóng tìm một ai đó để chung đôi sánh bước nhưng mọi thứ khó hơn bạn nghĩ rất nhiều. Có lẽ với bạn tuổi tí nên học cách suy nghĩ thực tế hơn, hạ tóc cái tôi của mình xuống để bớt ảo tượng thái quá về tình yêu thì mới mong tìm được người phù hợp với mình. Về câu quyết cho bà tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, kinh doanh, hợp tác làm ăn có lợi thu về tài lộc cho mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy đón nhiều cát lành, tiền bạc rộng rình trong tay. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa biết thế mạnh của mình nằm ở đâu và tận dụng ưu điểm của mình triệt để. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ trở nên quyết đoán, nhìn nhận thời cơ một cách sắc bén. Tử vi tuổi nham Tý thuộc mệnh Mộc tình cảm có nhiều muộn phiền, khó tìm được người ưng ý. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 24 số 67 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu xanh dương màu đen quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Thân tuổi Sửu Từ vi tuổi xỉu chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi xỉu xem từ vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng mệnh, điều này sẽ gây ra không ít sóng gió cho bạn tuổi xỉu trong ngày hôm nay. Tiểu nhân lâm liên đe dọa khiến cho bạn tuổi xỉu khó có thể in ổn làm việc của mình muốn, bạn có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người bên cạnh mình để khắc phục những hậu quả do tiểu nhân gây ra và tốn không ít thời gian và công sức nữa và với ba tuổi sửu trong ngày này bạn mệnh mệt mỏi vì mọi thứ không được như ý muốn cho nên tâm trạng của bạn khá bất ổn dễ mất đi sự kiên nhẫn nội nóng với người thân của mình có những lời nói thiếu đi sự kiềm chế điều này sẽ vô tình làm tổn thương đối phương khiến cho mối quan hệ rơi vào cảnh khó xử và gượng gạo nữa. Và với bà tuổi Sửu trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu nạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Ngày này với bà tuổi Sửu, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin, chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt trong ngày để mọi việc được may mắn, thuận lợi hơn. Hướng xuất hành tốt bao gồm hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần hướng đông nam. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tiểu nhân Lâm Lia địa dọa khu có thể được yên ổn để làm việc. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy vận trình đương đầu với nhiều khó khăn, sóng gió. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, tâm trạng của bạn khá bất ổn, dễ mất đi sự kiên nhẫn. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tốn nhiều thời gian và công sức để khắc phục sự cố hậu quả do tiểu nhân gây ra. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, thiếu đi sự kiềm chế cho nên dễ nóng nảy với người thân của mình và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 14 số 64 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tuổi Tý Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi dần về những rủi ro, sai sót có thể mắc phải trong ngày hôm nay. Tiểu nhân gây đủ trò quấy phá công việc của bản mệnh, cũng chỉ vì ganh ghét với những gì mà bạn đã làm được. Đáng lẽ có thể với bạn tuổi dần đã hoàn thành công việc như dự kiến thì bạn mệnh lại cần phải có thêm thời gian để hoàn thành đúng tín độ được giao nữa nhé trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ điều này làm cho bạn cũng đang có điểm báo đào họa ám đạm khiến cho bạn không khỏi phiền lòng đối với những bạn đang quản độc thân trở nên phung phí thời gian cho những mối quan hệ ngay từ đầu đã biết trước được sẽ không có được kết quả tốt tình cảm không thể nào gượng ép càng không phải là sự lựa chọn nhất thời, nếu không phải bạn sẽ làm tổn thương chính mình và tổn thương đối phương thì sẽ gây thêm những điều không vui cho cả hai nhé. Ngày này đối với những người đã có đôi có cặp thì tình cảm vợ chồng có sự lạnh nhạt chẳng còn dự vững được ngọn lửa tình yêu nồng nhiệt nữa. Mối quan tâm của cả hai đang bị công việc thú vui riêng chiếm hết. Đôi khi hai người quên mất mình còn có một người bạn đời cần yêu thương và chăm sóc mỗi ngày nữa. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này, thiêu hải thượng lạn ông, nhân thần ở ngón chân, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở vị trí này. Và ngày này là ngày can ất, vì vậy với bà tuổi dần cũng không nên trị bệnh ở hầu nhé về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tiểu nhân gây đủ trò quấy phá công việc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa đề phòng rủi ro sai sót có thể mắc phải trong ngày hôm nay tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đối với những người đang quản độc thân trở nên phí thời gian cho những mối quan hệ không có kết quả tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc khó chạy đúng điểm tín độ công việc được giao vì phải gặp những chuyện rắc rối. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, lửa tình yêu nguội dần. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 59, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang đến rất nhiều vận may cho bạn tuổi mão trên con đường tài lộc ngày hôm nay cái chuyện kiếm tiền của bạn bỗng trở nên dễ dàng như trở bàn tay và nhân lúc này với bà tuổi mão nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng như là đầu tư thêm vào những lĩnh vực khác để tiền sinh sôi nảy nở nhé. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mão đối với những người làm nghề kinh doanh có được một ngày buôn may, bán đắt, tiền bạc ào ào đổ về nhà, bạn bệnh chẳng phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Và với bạn tuổi mão cũng có thể tranh thủ để mở rộng về quy mô kinh doanh để tiền địa ra tiền thêm nữa. Tuy nhiên, bạn cũng nên xem xét kỹ càng các nguồn thông tin cũng như là đánh giá mức độ phát triển của lĩnh vực mình muốn đầu tư để tránh những tổn hao đáng tiếc xảy ra. Và ngày hôm nay với bạn tuổi mão quả đúng là một ngày điên tình, đũa bạc khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành, xung khắc. Điều này sẽ gây ra những trở ngại trên con đường tình cảm của bạn. Với bạn tuổi mão không được may mắn trong chuyện yêu đương, bạn cần phải bình tĩnh để tìm thời cơ thích hợp, bày tỏ tình cảm thay vì nóng vội sẽ dễ hỏng việc nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng như là đầu tư thích hợp tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc kiếm tiền dễ dàng hơn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có thể tranh thủ mở rộng về quy mô kinh doanh để tiền địa ra tiền tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc người làm nghề kinh doanh có được một ngày buôn may bán đắt tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh tìm thời cơ thích hợp để bày tỏ tình cảm thay vì nóng vội. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 87, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tốt. tử vi tuổi thìn chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 ngày chủ nhật này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày hung vận lấn át cát vận xuôi xỉu bỏ vây kẻ tiểu nhân đang rình rập âm mưu để hãm hại ném đá giấu tay không để cho bản mệnh Hoàn thành công việc như mong muốn, có nhiều vấn đề nảy sinh khi công việc của bạn tưởng chừng như đã hoàn thành, khiến cho bạn mệt, xoay sở không kịp, khả năng sai sót, thất bại là rất cao nữa nhé. Và với bạn tuổi thìn trong ngày này, dù bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng vận trình sự nghiệp của bạn vẫn chẳng được suôn sẻ như bình thường. Với bao nhiêu gánh nặng đè lên vai của bạn khiến cho bạn dễ bị gục ngã bất cứ lúc nào. Và bạn hãy hỏi xin sự giúp đỡ từ những người bên cạnh mình xem sao. Lúc khó khăn cũng là lúc nhìn ra ai là bạn, ai là bè với mình nữa bạn tuổi thìn nhé trong ngày chủ nhật này với bạn Tù thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượt điều này sẽ gây ra nhiều bất lợi cho sức khỏe của bạn vì vậy bạn mệnh Tù thìn cũng cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn tránh để cho công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều tới tinh thần sức khỏe là vốn quý bạn đừng có đánh mất vì bất cứ lý do gì mà Tù thìn nhé về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tiểu nhân đang rình rập âm mưu để hãm hại tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ hung vận lấn át cắt vận xui xẻo bủa vây tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc gánh nặng đặt lên vai dễ bị gục ngã bất cứ lúc nào tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim khó hoàn thành được công việc đúng như mong muốn, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 75, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bà tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều các thần chia chở, đặc biệt là việc kiếm tiền làm giàu của bạn có nhiều hứa hẹn đáng mừng đang chờ bạn ở phía trước cái chuyện kinh doanh, hợp tác làm ăn trong ngày hôm nay vô cùng là thuận lợi. Mọi chuyện triển khai theo đúng chiều hướng tích cực, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỷ đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, cái điều này còn điêm đến cho bạn có được cơ may về tiền tài cho những ai làm công việc cố định. Bạn đang có được cơ hội tăng lương, nhận thưởng cho những cố gắng của bản thân mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và bạn hãy coi đó là động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai, giành lấy những điều mình muốn bằng chính đôi tay công sức của mình bạn thủ tị nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này báo hiệu cho bạn có được một ngày đào hoa nở rộ, rất có lợi cho những ai đang quản độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Với bạn tuổi tỵ đừng có mãi bị động, đợi chờ nữa mà bạn nên năng nổ, hăng hái tham gia các buổi tụ tập bạn bè, giao lưu trong công ty để tăng cường cơ hội để thoát ế cho mình nữa nhé về câu quyết cho bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa kinh doanh hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ việc kiếm tiền làm giàu trở nên suôn sẻ và đầy hứa hẹn tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc người làm công việc cố định có được cơ hội tăng lương nhận thưởng về cho mình tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim mọi chuyện mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng tích cực tử vi tuổi đinh tỵ cuộc mệnh thủy đào hoa nở rộ có lợi cho những người đang còn độc thân tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 88, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi xỉu, tuổi giàu, tuổi thân. Từ Vi Tuổi Ngọ, Chủ Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. Ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Ngọ, xem Tử Vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, xỉu ngọ tương hại. Điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang có điểm báo, có sự tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra trong mối quan hệ tình cảm của bạn. Có nhiều lúc cả hai chỉ muốn nói hết những điều bản thân mình muốn mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương và sẵn sàng buông bỏ những lời nặng nề chỉ để bảo vệ quan điểm của bản thân mình. Không ai chịu nhún nhường ai như vậy thì tình cảm rất khó mà duy trì được bạn tử ngoại nhé bù lại trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có được sự khởi sắc khi bạn có được sự tự tin trong các quyết định lớn lao của mình với bạn tuổi ngọ sẽ không còn cảm thấy đau đầu với những khoản chi trong khoảng thời gian tới với các nguồn thu đã tạm cân bằng với các khoản chi của bạn nữa rồi cái chuyện kinh doanh từ trước đó tưởng chừng như không có máy sáng sủa, bỗng như lại gặp được thời, khách hàng tới tấp qua lại ngược xuôi, hàng hóa lưu thông thuận lợi, đem về cho bạn có được khoản lợi nhuận không hề nhỏ chút nào bạn tuổi ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, đôi lứa nối năng, tùy tiện, không quan tâm tới cảm nhận của đối phương. Từ vi tuổi bính ngọa, thuộc mệnh thủy có điểm báo tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra trong mối quan hệ. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tài chính được khởi sắc khi tự tin trong các quyết định lớn lao. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tình cảm rạn nứt nghiêm trọng vì không ai chịu nhún nhường ai. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, các việc kinh doanh buôn bán gặp thời, khách hàng nườm nượp. Và đánh giá của ba tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 78, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dần, tuổi mùi. Từ với tuổi mùi, chủ nhật

ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi điều này nhắc nhở bạn tuổi mùi chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình bởi bạn đang có điểm báo có sự tranh cãi đấu khẩu mọi chuyện nếu không cần thiết thì chớ nên tranh luận gay gắt tới cùng lấy dị hòa vi quý làm đầu tránh vui chẳng xấu mặt nào bạn nên tự hạn chế những phiền phức xảy ra cho bản thân mình thì sẽ tốt hơn nhé đặc biệt á, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có thiên quan giáng họa điều này làm cho bạn vẫn đang có tiểu nhân điêu bám khiến cho cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng rất nhiều Bạn mệnh tuổi mùi nên tỉnh táo để không dễ bị rắc mũi bạn cần phải biết đâu là thật đâu là giả nữa nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày chủ nhật này với bàn tuổi mùi lại đang gặp ngày của thủy thổ xung khắc điều này làm cho bản mệnh cần phải chú ý tới thái độ của bản thân mình khi nói chuyện với những người thân không phải lúc nào mọi người cũng rộng lượng và sẵn sàng tha thứ cho những tổn thương bằng lời nói của bạn đâu Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim trở nên tranh luận gay gắt cho tới cùng nếu không cần thiết tử vi tuổi đinh mùi Cuộc mệnh thủy, chú ý trong lời ăn tiếng nói, đang có điểm báo có sự tranh cãi, cãi vã. tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân vẫn luôn lăm lìa, đeo bán, muốn cho cuộc sống của bạn không được yên ổn. tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, giữ thái độ, dị hòa vi quý, tránh vôi chẳng xó mặt nào. tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, cần phải chú ý tới thái độ của mình khi nói chuyện với người thân. Vậy đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 31, số 52, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão tuổi hợi. tử vi tuổi thân chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên công việc của bạn được suôn sẻ và trôi chảy hơn rất nhiều lần các thần này chiếu mệnh mang tới cho bạn có được cơ hội phát triển rất hứa hẹn bản mệnh tuổi thân vốn được là đánh giá cao về năng lực, việc làm cũng như là tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc, cơ hội thăng tiến với bạn đang mở ra trước mắt nữa rồi. Với bà tuổi thân, có thể trong quá trình đó, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với sự tự tin vào năng lực của mình, với bạn sẵn sàng đương đầu với mọi thứ, song với bạn cũng cần phải rèn luyện cho mình khả năng kiểm soát về cảm xúc, chứ đừng có để cho cảm xúc lấn át cả lý trí nữa nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Bạn đang có được vận đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân, có dấu hiệu tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên với bạn tuổi thân, có vẻ không mãi may nghĩ tới điều đó. Cho nên tất cả sự quan tâm của bạn dồn vào công việc và gia đình hết rồi. Khoảng thời gian dành cho yêu đương hầu như là không còn nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có được cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt nhờ vào năng lực và tinh thần cống hiến hết mình. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa công việc cũng được suôn sẻ và trôi chảy hơn rất nhiều. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần phải rèn luyện cho mình khả năng kiểm soát về cảm xúc. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tự tin sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thách thức. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có được vận đào hoa của những người đang quan độc thân có dấu hiệu tăng tín rõ rệt và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 16 số 90 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu ánh kim quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Tý tuổi Tỵ Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu sửu phù trợ cái điều này sẽ giúp cho tinh thần của bạn trong ngày hôm nay rất thoải mái khi vận trình tình cảm của bạn đang vô cùng là thuận lợi tin vui tới tấp tình yêu khiến cho bạn mạnh tuổi dậu như đang được thay ra đổi thịt tinh thần phơi phới vui vẻ lạc quan cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị nữa Ngày này, đối với các bạn đang quản độc thân cũng có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen với những người khác phái. Với sức hút tự thân của bạn khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn hẳn trong mắt đối phương tìm được một nửa của mình trong ngày hôm nay là rất cao cho bạn. Chẳng những cái chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay được tốt đẹp mà về phương diện công việc của bạn cũng rất chi là hanh thông nhờ có được chính ấn ở bên trợ mệnh. Với bạn tuổi dậu đang có được vận quý nhân xuất hiện và trao cho bạn có được cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân mình. Chút may mắn cộng thêm với năng lực sẵn có khiến cho bạn tuổi dậu trở nên vô cùng là nổi bật trong ngày hôm nay nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có được tinh thần phơi phới, vui vẻ, lạc quan nhờ vào tình yêu nuôi dưỡng. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có được vận trình tình cảm vô cùng là hanh thông, thuận lợi, tin vui tới tấp. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình duyên vượng sắc thể hiện được sức hút tự nhiên của bản thân từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc người độc thân cũng có được nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác phái từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim công việc được hanh thông nhờ được quý nhân chia chở giúp đỡ vậy đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 27 số 81 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn Từ vi tuổi tuất Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 Ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất Xem từ vi cho thấy Bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi Điều này nhắc nhở bạn tuổi tuất Cần phải bình tĩnh, sáng suốt hơn Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào Có thể ảnh hưởng tới tương lai của mình Trong ngày hôm nay sự bốc đồng nóng nảy có thể sẽ làm hại bản thân của bạn khiến cho bạn phải trả giá một cái giá khá chi là đắt nữa nhé và ngày này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượt điều này cho thấy với bạn làm việc căng thẳng khiến cho sức khỏe của mình bị giảm sút một cách rõ rệt bạn cần phải cân đối lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý hạn chế thức khuya và sử dụng những đồ uống kích thích nếu không rất có thể sẽ hại cho dạ dày của bạn lắm nữa đó nhá và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm nhâm dần, theo hại thượng lãn ông, nhân thần nằm ở ngón chân, vì vậy với bạn tuổi tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm trích ở các vị trí này. Và ngày này với bạn tuổi tuất nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp nhiều may mắn, hạn chế được những rủi ro xảy ra với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa có thể phải trả giá vì sự bốc đồng nóng nảy của mình. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ cần phải bình tĩnh, sáng suốt hơn trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc sức khỏe có sự suy giảm rõ rệt làm việc căng thẳng thường xuyên, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên suy nghĩ cẩn thận trước những dự định có ảnh hưởng tới tương lai của mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cần phải cân đối thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 24 số 64 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022 ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày cung ngũ hành tam hội chia chở điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay tha hồ đốn một ngày ngập tràn tình yêu nhân duyên hài hòa đi đến đâu với bạn tuổi hợi cũng được mọi người chào đón và quý mến nhờ vậy đối với những bạn đang còn độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân của đời mình bạn sẽ cần thêm sự chủ động và tích cực trong chuyện tình cảm để sớm có được hạnh phúc cho mình nữa bạn tuổi hợi nhé Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ đe dọa tới túi tiền của bạn. Vì vậy, bạn mệnh phải cẩn thận trọng về vấn đề tiền bạc. Bạn đừng có để cho sự cả tin khiến cho những đồng tiền mồ hôi nước mắt, công sức của mình làm ra bị bay bín. Lòng tốt cũng cần phải được đặt đúng nơi đúng chỗ thì mới có thể phát huy được tác dụng của nó bạn tuổi hợi nhé và trong ngày này với bà tuổi Hợi đối với những người làm kinh doanh buôn bán càng cần phải tỉnh táo để suy xét. Cân nhắc cho kỹ càng Nếu như bạn có dự định đầu tư Hay là mở rộng về quy mô kinh doanh Sự mạo hiểm có thể sẽ mang tới cho bạn Khoản lợi nhuận khổng lồ Nhưng đồng thời cũng có thể sẽ khiến cho bạn Đánh mất đi tất cả những gì mà mình đang có Bạn đừng có vội vàng Đổ một khoản tiền lớn Hay là tất cả số tiền mà mình đang có Vào cùng một nơi Bạn có thể để rủi ro đánh mất đi tất cả nữa đó nhá Về câu quýt cho bạn tuổi hỏi Trong ngày Chủ nhật này Từ vi tuổi ất hỏi thuộc mệnh hỏa, người đang còn độc thân, dễ dàng tìm được ý trung nhân của đời mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, nhân duyên hài hòa, đi đến đâu cũng có được người chào đón và yêu mến. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, cần phải cẩn thận, kéo lại mất tiền oan vì chỉ cá tin tính cả tin của mình. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, cần thêm sự chủ động, tích cực trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy đối với những người làm kinh doanh, buôn bán càng cần phải tỉnh táo để suy xét, cân nhắc cho kỹ càng. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.